Xin chào cô và các bạn đã đến với bài trình bày của nhóm em. Em xin đại diện với một bên thì bài phần thuyết trình. Phần thuyết trình của nhóm em mang tên là phở. Phở là món gì thì mình sẽ đến với mục đầu tiên. Phở thì là một món ăn truyền thống của Việt Nam và được lưu truyền từ rất là lâu đời. Phở xuất hiện từ Bắc, Trung và cả Nam luôn. Thì phở bắt nguồn từ dòng họ Cù ở làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định ngày nay. Rất là nổi tiếng bởi những thương nhân họ Cù. Thì quá trình phát triển của món phở cũng rất là phong phú. Phở ra đời vào đầu thế kỷ 20 và được những thương nhân họ Cù đưa từ Bắc xuống miền Trung và sau đó là vào miền Nam. Năm 1000 bây giờ mình sẽ tới chuyên mục là nấu phở. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng hồ tiêu và quế hồi nướng thơm lên, sau đó thì sẽ bỏ vào nồi nước dùng nấu cùng với xương bò trong vòng 3 đến 5 tiếng. Cái bước tiếp theo là mình sẽ sơ chế bò nè, cơm bò rồi bò viên, sau đó thì bày trí và ăn thôi. Thì mình nêm giống như là muối, như là mình nêm canh nha các bạn. Và sau đó thì mình sẽ cho bánh phở, xếp thịt bò tái lên. Sau đó mình chiên nước dùng nóng và cho hành. Phở vào miền Nam, miền Bắc thì nó cũng rất là khác nhau luôn. Mỗi nơi thì sẽ có một bộ nước phở khác nhau và một cái vị khác nhau. Phở Bắc thì nước phở nó sẽ trong và người ta khi ăn sẽ cho thêm quẩy, và nước phở Bắc thì nó sẽ nhẹ và ăn thanh hơn. Còn phở miền Nam của mình thì sẽ ăn thêm cùng với rất là nhiều rau. Nước phở miền Nam thì nó cũng đậm hơn, nó sẽ đậm vị hơn và nó nước phở cũng sẽ đậm hơn. Còn béo mỡ thì do có nước béo. Phở thì ngoại trừ phở nước thì còn rất là nhiều món, ví dụ như là bơ phở, phở xào hay là phở gà. Ở thì mình đố các bạn là phở trộn thì nó có ăn nước. Phở trộn rồi Quốc Anh có câu trả lời của bạn chính xác. Đố bạn nha, một người đầu bếp nổi tiếng nào của thế giới đã từng khen món phở, khen rất là nhiều luôn. Người số 1 thế giới luôn, đầu bếp số 1 thế giới luôn. Mời bạn Hậu. Là Gordon Ramsay. Câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác. Phở hải quản thì nó cũng có phiên âm riêng của nó luôn. Trong tiếng Pháp thì phở sẽ gọi là Bot au feu, còn trong tiếng Trung thì gọi là nghiệu chuột phê. Còn trong tiếng Anh thì vẫn gọi là phở thôi. Các bạn còn có câu hỏi nào để mình giải đáp không? Quay nó có thắc mắc gì không? Không có thì xin kết thúc bài thuyết trình tới đây. Xin cảm ơn cô và tất cả các bạn đã lắng nghe.